Ngày 14 tháng 10, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một nam thanh niên đến cửa hàng điện thoại, sau đó nhanh tay đánh tráo điện thoại mô hình lấy điện thoại iPhone 14 Pro Max. Qua xác minh, vụ việc xảy ra vào khoảng 10 giờ 25 phút ngày 12 tháng 10 tại cửa hàng điện thoại trên đường 3 tháng 2, phường 10, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Sáng hôm đó thì anh khách là anh vào cửa hàng anh tìm mua là iPhone 14 Pro Max 128 ghi màu đen. Thì bản này bên em có. Xong là cái lúc mà đem bạn nhân viên bạn đem máy ra cho khách á thì anh chưa chuyển khoản liền. Ảnh sai vặt á, bạn là phải đi lấy phụ kiện cho anh xem, phải đi lấy ốp lưng cho anh xem. Thì trong lúc mà nhân viên bên em lấy ốp lưng cho khách xem á thì ảnh chuẩn bị sẵn một cái hộp giống y chang với lại cái sản phẩm bên em. Xong là ảnh cháo qua là ảnh lấy cái hộp máy của bên em. Cái hộp máy thiệt á. Xong là ảnh bỏ vô túi và ảnh móc cái hộp giả của ảnh ra. Thì trong cái hộp giả thì chỉ có cái mô hình thôi. Xong là ảnh giả bộ nghe điện thoại xong ảnh đi ra ngoài ảnh bỏ đi. Chủ cửa hàng điện thoại cho biết thêm, chiếc điện thoại bị đánh tráo trị giá khoảng 24 triệu đồng. Sau khi phát hiện vụ việc, người này đã lên công an phường gần đó trình báo.